Đến thời điểm này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam đã chính thức hoàn thành sản lượng khai thác dầu khí và các chỉ tiêu tài chính của năm 2022, kịp thời tổ chức biểu dương và vinh danh đội ngũ người lao động, đã có nhiều nỗ lực vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Từ bài học kinh nghiệm thành công trong công tác quản trị biến động của năm 2020, 2021 và phát huy những kết quả tích cực đạt được trong những năm qua, với dự báo và nhận định đúng đắn, kịp thời, linh hoạt trước các biến động địa chính trị, biến động thị trường dầu khí, nhận diện những rủi ro có thể tác động tiêu cực đến hoạt động của tập đoàn trong năm 2022 và những năm tới, Petro Việt Nam đã xác định và thực hiện thành công phương châm hành động, quản trị biến động, đón đầu xu hướng, kết nối nguồn lực, phát huy công nghệ, thúc đẩy đầu tư, phát triển bền vững. Đây chính là định hướng chỉ đạo xuyên suốt của tập đoàn trong năm 2022. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Chính phủ, các cơ quan trung ương và địa phương, cùng với sự nỗ lực quyết tâm đoàn kết đồng lòng của Đảng bộ, tập thể ban lãnh đạo và người lao động. Đến thời điểm này, toàn tập đoàn đã về đích trước kế hoạch tất cả các chỉ tiêu tài chính và sản lượng khai thác dầu khí của năm 2022. Tổng doanh thu cả năm của toàn tập đoàn hoàn thành kế hoạch trước 4 tháng, trong đó thực hiện 10 tháng đạt 782.000 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch cả năm và tăng 56% so với cùng kỳ năm 2021.